Thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến nay các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã làm quen với việc thực hiện các cam kết cũng như tận dụng được các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Đặc biệt sau hơn 2 năm có hiệu lực, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã đem lại những tác động rất tích cực đến hoạt động xây dựng thể chế cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau hơn 2 năm chính thức có hiệu lực, CPTPP được đánh giá đã tác động tích cực tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Cụ thể, ngay trong năm 2019, năm đầu tiên CPTPP có hiệu lực, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước CPTPP đạt 77,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9% so với năm 2018. Việt Nam đang từ nước nhập siêu 0,9 tỷ đô la Mỹ năm 2018 đã xuất siêu 1,6 tỷ đô la Mỹ năm 2019 đối với thị trường các nước CPTPP. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường khu vực này vẫn duy trì ở mức gần tương đương 2019, đạt 34 tỷ đô la Mỹ. Quý 1 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sang các nước CPTPP đạt 10,51 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 13,41% tỷ trọng xuất khẩu của cả nước. Có thể nói các hiệp định thương mại tự do trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những hiệp định thương mại tự do được ký gần đây như là CPTPP thì là cũng đã đem lại những cái tác động rất là lớn giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian vừa qua. Theo thống kê của chúng tôi thì năm 2020 thì chúng ta cũng đã cấp hơn 1 triệu bộ CO ưu đãi, tức là cấp cho các thị trường mà chúng ta có cái hiệp định thương mại tự do, và cái con số này nó tăng 6% về trị giá và 9% về số lượng so với trước đây. Với trường hợp như của CPTPP, mặc dù là không có Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng đã thúc đẩy xuất khẩu được những cái thị trường mới như là Canada, Mexico và Peru rất là tốt. Đặc biệt là với những thị trường như là Canada và Mexico thì cái mức tăng trưởng nó lên từ 15% cho đến 20%, và đây là một cái mức tăng trưởng cũng rất là đáng kể với những cái thị trường mà từ trước đến nay chúng ta cũng chưa có được cái khai thác nhiều. Thì có thể nói rằng là CPTPP cũng đã phát huy được cái tác dụng rất là tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiệp định CPTPP đã đem lại những tác động rất tích cực đến hoạt động xây dựng, thể chế cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ góc độ thể chế, cho đến nay, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các cam kết của Hiệp định CPTPP. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của Hiệp định, được các nước thành viên CPTPP ghi nhận và đánh giá cao. Hiệu quả lớn nhất chính là hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với 10 nước thành viên còn lại của CPTPP, đặc biệt là những nước mà chúng ta chưa từng có các hiệp định thương mại tự do trước đây. Theo khảo sát, 60% doanh nghiệp Việt Nam cho rằng CPTPP và các FTA sẽ tương đối hoặc rất hữu ích. 10% doanh nghiệp cho rằng CPTPP và các FTA hầu như sẽ không có ý nghĩa gì. 29% doanh nghiệp không chắc chắn CPTPP hay các FTA có tác động gì, tiêu cực hay tích cực. Có thể thấy thực thi CPTPP là một chặng đường dài. Hơn 2 năm qua đã là những bước khởi đầu có ý nghĩa quan trọng cho rất nhiều bước tiếp theo. Với đà tăng trưởng xuất nhập khẩu, với niềm tin về tương lai CPTPP và với quyết tâm sắt đá hội nhập để cùng thịnh vượng, chính phủ, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đi những bước dài hơn, nhanh và hiệu quả trong chặng đường thực thi tiếp theo của hiệp định quan trọng này. Có thể nói, cho đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã làm quen với việc thực hiện các cam kết cũng như tận dụng được các ưu đãi từ các FTA. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp cũng gặp phải một số khó khăn nhất định, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khó khăn lớn nhất là các doanh nghiệp chưa hiểu hết được ý nghĩa của các cam kết trong từng ngành hàng, từng mặt hàng, nhất là những mặt hàng mà doanh nghiệp đang có quan tâm và sản xuất. Thực tế cho thấy, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp chính là thiếu thông tin. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới World Bank thiết lập và vận hành cổng thông tin điện tử với các hiệp định thương mại tự do FTA tại địa chỉ http://fta.moit.gov.vn. Cổng thông tin điện tử này giúp doanh nghiệp có thể tìm được những cam kết về thuế, về quy tắc xuất xứ, về dịch vụ, đầu tư, cũng như các thông tin về tình hình thị trường, các quy định thị trường xuất nhập khẩu, về trách nhiệm xã hội trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Việt Nam và Australia đều là thành viên của CPTPP. Việc hỗ trợ của Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới xây dựng cổng thông tin điện tử về các FTA Việt Nam đã được dựa trên mô hình của cổng thông tin điện tử FTA của chính phủ Australia sẽ giúp các doanh nghiệp khai thác tốt thông tin. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một công cụ tra cứu các cam kết FTA, trong đó
có CPTPP một cách thông minh, tiên tiến, có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân tận dụng tối đa cơ hội từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia, gửi đi thông điệp quan trọng về quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc thực thi các FTA một cách hiệu quả nhất. Công tác xúc tiến thương mại trong thời gian vừa qua cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch COVID-19. Cục xúc tiến thương mại cũng đã tích cực tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các diễn đàn trực tuyến và những buổi kết nối giao thương trực tuyến để giúp cho các doanh nghiệp có thể tìm được bạn hàng, đối tác thông qua môi trường mạng. Điều này cũng đã đóng góp rất tốt cho các doanh nghiệp để tiếp cận thị trường các nước CPTPP trong hơn 2 năm qua. Hiện nay thì Bộ Công Thương đang có cái xây dựng cái chiến lược và điều chỉnh cái chiến lược xuất khẩu cho cái giai đoạn là 2020 và 2030. Và ở đó thì chúng tôi có cái ưu tiên cho xác định những cái ưu tiên chiến lược cho những cái thị trường có FTA, đặc biệt là những FTA thế hệ mới. Theo đó thì sẽ có những cái hoạt động hay là những cái chương trình xúc tiến thương mại riêng biệt cho từng thị trường và cho từng cái đối tượng cụ thể. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ có những cái kế hoạch tuyên truyền quảng bá mạnh nhất để làm sao đó là khai thác được những cái thị trường mới để nhằm tránh lệ thuộc vào một hoặc một vài những cái thị trường truyền thống gây ra những cái rủi ro về phòng vệ thương mại trong cái hoạt động xuất khẩu và qua đó để đảm bảo sự phát triển bền vững cho cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Cùng với chính sách đúng đắn của chính phủ, tận dụng triệt để các hoạt động xúc tiến thương mại, áp dụng thương mại điện tử sẽ là giải pháp tốt giúp các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường mà không bị phụ thuộc vào khoảng cách địa lý, nắm bắt thông tin, vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội trong các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, trong đó có CPTPP sẽ giúp Việt Nam vững vàng hội nhập kinh tế quốc tế.